Video hôm nay mình sẽ mua và dùng thử ứng dụng Background Remote Raw với mức giá là 8.500. Mức giá hiện nay là hôm nay là mức giá giảm rồi đó, bình thường nó sẽ là 72.000, để xem là những cái giải pháp nó mang lại có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không ha. Bạn nào quan tâm đến những cái video trước đó, thì các bạn có thể xem lại ở cái phần mô tả. Rồi, thanh toán. Rồi, nó đang tải về ha. Chi tiết thì ứng dụng này nó có cái dung lượng là 8.9 MB và hiện tại nó mới có cái số lượng là khoảng 1.000 lượt tải xuống thôi. Đây là cũng một cái ứng dụng mới ra mắt, để xem là cái giải pháp nó mang lại như thế nào nha. Một cái icon hình cục gom ha. Rồi, vô. Đó, tức là ứng dụng này nó sẽ cho phép là xử lý cái phông nền phía sau để cho ra cái chủ thể. Để thử coi, phiên bản RAW cho phép nha. Ok, đây mình sẽ lấy cái hình của mình luôn nha, để xem là cái giải pháp nó mang lại có ok hay không. Wow, nhanh cực kỳ luôn á, xử lý rất nhanh, nó xử lý rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ lưu cái tấm ảnh này về ha. Rồi bây giờ mình sẽ theo xem là những cái công cụ này sẽ có tác dụng gì nha. Cái công cụ này thì nó cho phép chỉnh cái màu sắc thôi. Còn cái này chọn cái nó sẽ làm mờ cái viền. Bây giờ mình sẽ thử một cái ảnh khác, mình sẽ thử về cái hình này để xem nó có xử lý được cái trái thơm không nha. Khi mà bỏ vào cái trái thơm á, thì nó không xử lý được. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái giải pháp khác, tức là cái giải pháp miễn phí hiện tại mà rất là nhiều người dùng, là cái trang remove.bg á. Trang web này cho phép chúng ta xử lý cái ảnh bóc tách nền miễn phí bằng cái AI. Rồi bây giờ sẽ sử dụng cái giải pháp miễn phí đến từ cái trang web này ha, để xem nó có tách ra được hay không. Cái giải pháp này chúng ta phải up cái ảnh lên thì nó xử lý hơi lâu hơn, nhưng mà cái kết quả mang lại thì rất là tuyệt vời ha. Chúng ta có thể xử lý được cái trái thơm và cho phép download về cái bộ nhớ để sử dụng nè. Đó các bạn thấy nè. Đó, còn đây là cái kết quả từ cái phần mềm mà chúng ta bỏ phí ra mua, nó cũng chưa có ngon lắm về cái mặt này ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho ứng dụng này nó bóc tách một cái vật thể mà không có khuôn mặt để xem nó có thể xử lý được hay không. Rất là lâu ha, để coi. Cũng rất là ok nha. Trường hợp này mình thấy nó bóc tách rất là ok á. Rồi bây giờ sẽ xem cái giải pháp bóc tách cũng là cái tấm ảnh này, nhưng mà trên cái trang web remove.bg ha, miễn phí. Rồi, nó cũng đem lại cái giải pháp tương tự như vậy nha. Tất nhiên là khi mà các bạn up cái hình ảnh lên trên trang web này hoặc là tải xuống á, thì chúng ta phải có kết nối dữ liệu. Vậy thì bây giờ mình sẽ tắt cái kết nối dữ liệu này. Tất nhiên là cái trang web này nó không xài được rồi ha. Vậy thì chuyển qua cái ứng dụng này. Trang web thì không xài được khi không có kết nối dữ liệu rồi. Vậy chuyển qua ứng dụng này để xem là khi mà không có mạng thì nó có thể xử lý được hay không. Không có mạng nó vẫn xử lý được nha. Vẫn xử lý được nè các bạn, tức là nó sẽ không cần mạng ha. Và khi mà các bạn vừa xử lý xong, các bạn chết vô đây thì tự động cái tấm ảnh nó đã được lưu về bên trong bộ sưu tập luôn rồi, lưu về bộ sưu tập luôn rồi ha. Đây, như vậy thì nó sẽ yên tâm hơn, tại vì một số người lo lắng là khi mà chúng ta up những cái tấm ảnh lên trên cái trang web á, thì có thể là nó sử dụng cái hình ảnh chúng ta để nó làm về một cái mục đích gì đó ha. Nhưng mà khi mà sử dụng phần mềm này thì có thể các bạn không cần mạng, không cần kết nối mạng, nhưng mà vẫn xử lý được cái tấm hình. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái ứng dụng này, và các bạn thấy nó có xứng đáng với lại cái số tiền bỏ ra mua hay không, thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.